phật bảo thiện hiện nếu các bồ tát hành như thế là hành chỗ nào thiện hiện bạch bạch thế tôn nếu các bồ tát hành như thế thì hoàn toàn không chỗ hành vì sao vì các pháp đang hành đều chẳng chuyển động vậy phật bảo thiện hiện nếu các bồ tát hành bát nhã và làm bật đa sâu xa là hành nghĩa đến nào thiện hiện bạch bạch thế tôn nếu các bồ tát hành bát nhã và làm bật đa sâu xa là hành thắng nghĩa đế Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào nếu các Bồ Tát hành thắng nghĩa đế thì đối với thắng nghĩa đế là thủ tướng chăng? Thiện hiện bạch, kính bạch thế tôn không? Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào các Bồ Tát này đối với thắng nghĩa đế, tùy chẳng thủ tướng mà hành tướng chăng? Thiện hiện bạch, kính bạch thế tôn không? Phật bảo thiện hiện. Ý ông thế nào các Bồ Tát này đối với tướng Thắng Nghĩa Đế đã chẳng hành tướng thì hoại tướng chăng? thiện hiện bạch, kính bạch Thế Tôn không? Phật bảo thiện hiện. Ý ông thế nào các Bồ Tát này đối với Thắng Nghĩa Đế nếu chẳng hoại tướng thì khiển tướng chăng? Thiện hiện bạch, kính bạch Thế Tôn không? Phật bảo thiện hiện. Các Bồ Tát này đối với Thắng Nghĩa Đế nếu chẳng hoại khiển thì làm sao có thể dứt được tưởng chấp thủ tướng? Thiện hiện bạch, bạch thế tôn các bồ tát này chẳng nghĩ ta dứt tưởng tướng hoại tướng khiển cũng chưa tu học đạo dứt tưởng nếu các bồ tát tinh tấn tu hành đạo dứt tưởng mà chưa đầy đủ phật pháp thì đúng ra phải rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác các bồ tát này phương tiện thiện xảo nên mặc dù đối với các tướng và tưởng chấp thủ tướng biết là rất lỗi lầm nhưng chẳng hoại khiển để mau dứt tưởng này chứng tướng không vì sao vì chưa viên mãn tất cả pháp Phật vậy? Phật bảo thiện hiện, đúng như vậy, đúng như vậy. Khi ấy, xá lợi từ bảo thiện hiện. Nếu như các Bồ Tát trong giấc mộng tu hành ba môn giải thoát, thì đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa có hết lợi ích chăng? Nếu như khi các Bồ Tát thức tu hành ba môn giải thoát, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa đã có lợi ích, thì trong giấc mộng họ tu cũng có lợi ích vì sao vì Phật dạy mộng thức không sai khác vậy thiện hiện thường nếu khi các Bồ Tát thức tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đã được gọi là an trụ bát nhã ba la mật đa sâu xa thì các Bồ Tát này trong giấc mộng tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng được gọi là an trụ ba môn giải thoát bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng có lợi ích như thế hoặc mộng hoặc thức nghĩa không sai khác xá lợi từ thưa. Bạch Thế Tôn trong giấc mộng tạo nghiệp có thành không? Phật dạy các pháp chẳng thật như mộng, nên sự tạo ra các nghiệp ở trong mộng cũng không thành. Cần phải đến lúc thức dậy nhớ tưởng phân biệt mới thành. Thiện hiện thưa, nếu các hữu tình trong giấc mộng thấy giết hại sinh mạng, đến khi thức dậy nhớ tưởng phân biệt rất vui mừng, thì sự tạo nghiệp của người đó chẳng thành ư, xá lợi tử thưa. Việc không có sở duyên hoặc nghĩ hoặc buộc lòng tin, nghiệp chẳng thể sanh cần phải có sở duyên, suy nghĩ nghiệp mới phát sanh, nghiệp suy nghĩ trong giấc mộng duyên đâu mà sanh. Thiền hiện thưa, đúng như vậy, đúng như vậy, hoặc trong mộng hoặc lúc thức, không có sở duyên suy nghĩ thì nghiệp chẳng sanh, cần phải có duyên suy nghĩ nghiệp mới sanh. Vì sao? Này xá lợi tử Vì cần phải đối với các tướng thấy nghe hiểu biết có tác động của sự hiểu biết Do đó mới phát sành nhiễm hoặc phát sành tịnh Nếu không có các tướng thấy nghe hiểu biết Thì không có tác dụng của sự hiểu biết cũng không nhiễm tịnh Do đó nên biết hoặc trong mộng hoặc lúc thức Có sở duyên suy nghĩ thì nghiệp mới sanh Nếu không có sở duyên suy nghĩ thì nghiệp chẳng sanh Xá lợi tử hỏi thiện hiện, Phật thuyết sở duyên đều lìa tự tánh, như thế thì làm sao có thể nói có sở duyên suy nghĩ nghiệp mới phát sanh, không có sở duyên suy nghĩ thì nghiệp chẳng sanh. Thiện hiện đáp Mặc dù các nghiệp suy nghĩ và sở duyên đều lìa tự tánh, nhưng do tự tâm chấp thủ tướng phân biệt, nên thế tục đạt bày nói là có sở duyên phát sanh các nghiệp suy nghĩ, chẳng phải sở duyên này lìa tâm riêng có. Xá lợi tử hỏi thiện hiện, nếu các Bồ Tát trong giấc mộng là việc bố thí, bố thí xong hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề thì các Bồ Tát này có phải là thật đem bố thí hồi hướng Bồ đề vô thượng Phật chăng? Thiện hiện đắc Bồ Tát Từ Thị từ lâu đã được thọ ký đắc đại Bồ đề nên có thể thưa hỏi nhất định ngài sẽ đáp. Xá lợi tử theo lời Thiện hiện cung kính thưa hỏi Bồ Tát Từ Thị, bây giờ Bồ Tát Từ Thị bảo xá lợi tử những gì gọi là Bồ Tát từ thị mà bảo có thể đáp lời tôn giả hỏi. Là sắc chăng? Là thọ tưởng hành thức chăng? Là sắc không chăng? Là thọ tưởng hành thức không chăng? Và lại sắc chẳng phải là Bồ Tát từ thị nên cũng chẳng thể đáp lời tôn giả hỏi. Thọ tưởng hành thức chẳng phải là Bồ Tát từ thị nên cũng chẳng thể đáp lời tôn giả hỏi không của sắc chẳng phải Bồ Tát Từ Thị cũng chẳng thể đáp lời tôn giả hỏi không của thọ tưởng hành thức chẳng phải Bồ Tát Từ Thị cũng chẳng thể đáp lời tôn giả hỏi tôi hoàn toàn chẳng thấy có pháp nào có thể gọi là Bồ Tát Từ Thị cũng hoàn toàn chẳng thấy có pháp năng đáp có pháp sở đáp nơi trốn đáp thời gian đáp và do đầy đáp tôi hoàn toàn chẳng thấy có pháp thọ ký có pháp bị thọ ký nơi trốn thọ ký thời gian thọ ký và do đầy thọ ký vì sao xá lợi tử vì bản tánh tất cả pháp đều không suy tìm rốt ráo chẳng thể đắc vậy xá lợi tử hỏi từ thị pháp mà nhân già đã nói có phải là như chỗ đã chứng chăng tử thị đáp pháp tôi nói chẳng phải như chỗ đã chứng vì sao vì pháp tôi đã chứng chẳng thể nói vậy xá lợi tử nghĩ bồ tát từ trí tuệ sâu xa từ lâu tu hành bát nhã ba làm mật đa sâu xa mới có thể nói như thế khi ấy Thế Tôn biết ý nghĩ của xá lợi tử liền bảo Ý ông thế nào ông do Pháp này thành A-la-hán Thì có thể thấy Pháp này là có thể nói chăng Xá lợi tử bạch kính bạch Thế Tôn chẳng thể phật dạy, Bồ Tát hành bát nhã ba làm mật đa sâu xa, pháp tánh đã chứng cũng như thế, chẳng thể tuyên thuyết, các Bồ Tát này phương tiện thiện xảo chẳng nghĩ, tà do pháp này đã được thọ ký, đang được thọ ký sẽ được thọ ký đại Bồ Đề, chẳng nghĩ tà do pháp này sẽ chứng Bồ Đề, các Bồ Tát có thể hành như thế là hành bát nhã ba làm mật đa, đối với việc đắc Bồ Đề cũng không sợ hãi, quyết định tự biết ta sẽ chứng nên các bồ tát này hành bát nhã bà la mật đa sâu xa nghe pháp sâu xa chẳng kinh chẳng sợ cũng chẳng chìm đắm các bồ tát này nếu ở nơi đồng hoang chỗ có thú dữ không sợ hãi vì sao? Vì các Bồ Tát này muốn lợi ích các hữu tình nên có thể xả bỏ tất cả sở hữu trong ngoài. Thường nghĩ các thú dữ vân vân muốn ăn nuốt thân ta, ta sẽ bố thí giúp cho chúng được no đủ. Nhờ căn lành này khiến cho ta bố thí và làm mật đà mau được viên mãn, mau chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề. Ta sẽ siêng tù tránh hạnh như thế. Khi chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề trong cõi Phật của ta, không có hết tất cả bảng xanh ngạ quỷ, các Bồ Tát này ở đồng hoang, chỗ có giặc ác cũng không sợ hãi. Vì sao? Vì các Bồ Tát này muốn lợi ích các hữu tình nên có thể xào bò tất cả sở hữu trong ngoài, ưa tù các việc lành. Đối với thân mạng, tài sản không chút luyến tiếc, thường nghĩ nếu các hữu tình đến tranh giành cướp đoạt các của cải của ta, hoặc do như thế mà hại thân mạng của ta, Thế ta chẳng hận họ nhờ nhân duyên này làm cho ta an nhẫn và làm mật đa mau được viên mãn mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề ta sẽ siêu tù tránh hạnh như thế khi chứng tác quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề trong cõi phật của ta không có tất cả oán tạo cướp hại do cõi phật của ta rất thanh tịnh nên cũng không có các thứ xấu khác nếu các Bồ Tát này ở đồng hoang chỗ không có nước cũng không sợ hãi, nghĩ ta sẽ tuyên thuyết diệu pháp vô thượng dứt bệnh khát ái của các hữu tình. Giả sử ta do cơn khát này bức ngặt mà chết, đối với các loài hữu tình quyết chẳng rời bỏ ý đại bi, bố thí cho họ nước diệu pháp. Kể lạ thay, hữu tình này bạc phước nên ở tại thế giới không có nước như thế ta sẽ xin tu tránh hạnh như thế khi chứng tác quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề trong cõi phật của ta không có hơn tất cả đồng hoang vân vân thiếu nước phát cháy như thế ta sẽ phương tiện khuyên các hữu tình tu nghiệp thắng phước tùy theo ở chỗ nào đều làm cho đầy đủ nước tám công đức các Bồ Tát này ở chỗ đói kém cũng không sợ hãi, nghĩ ta sẽ tinh tấn nghiêm tịnh cõi Phật. Khi chứng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà, trong cõi Phật của ta không có tất cả sự đói kém như thế các là hữu tình đầy đủ sự vui sướng tùy ý cần dùng gì nghĩ đến liền có ngay như trừ thiền nghĩ gì liền được ta sẽ phát khởi tinh tấn bền vững làm cho nguyện ước của các hữu tình được đầy đủ tất cả thời gian nơi trốn tất cả hữu tình đối với hết tất cả của cải không thiếu thốn nếu các bồ tát không lo sợ việc này thì nhất định chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề các Bồ Tát này khi gặp bệnh dịch cũng không sợ hãi. Vì sao? Vì các Bồ Tát này thường tùy duy kỹ, không có pháp gọi là bệnh, cũng không có người bệnh, tất cả đều không, chẳng nên sợ hãi. Ta sẽ siềng nàng tù tránh hại như thế khi chứng đắc quả vị vô thượng tránh đảng Bồ Đề. Trong cõi Phật của ta, các loài hữu tình vân vân không có ba thứ bệnh. Tinh tấn tu hành pháp lành thù thắng như Phật đã dạy, thường không lười biếng bỏ bê. Các Bồ Tát này nếu nghĩ Bồ Đề trải qua thời gian lâu mới đắc, cũng không sợ hãi. Vì sao? Vì giới hạn kiếp số đời trước. Tuy có vô lượng, nhưng trong một niệm nhớ nghĩ phân biệt chứa nhóm là thành. Giới hạn kiếp số đời sau nên biết cũng như thế. Thế nên Bồ Tát chẳng nên ở trong đó khởi tưởng lâu xa mà sanh sợ hãi. Vì sao? Vì giới hạn trước, giới hạn sau của kiếp số dài ngắn đều trong một sát na tương ương với hít tầm vậy. Bồ Tát đối với những việc đáng sợ như thế luôn tư duy kỹ, chẳng sanh sợ hãi, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề.